các bạn nhá. Hôm nay dặn là Ưng Lowry quay lại với cái chuyên mục mà nó hơi khó nhưng mà nhiều người cũng quan tâm, đó là bị tẩy lem màu. Tẩy lem màu hoặc là đại khái như kiểu tẩy mực. Đây là một chiếc túi ao của Burberry mà này rất nguy hiểm. Hôm nay cái túi này nó hãng này ra dòng sản phẩm này rất oái oăm. Cái phần da này rất dễ phai, tức là chỉ ẩm một chút thôi là nó sẽ phai loang ra này. Đấy, loang. Đấy. Cực kỳ khó làm ra phải. Cái này cấm giặt, hoàn toàn không được đụng vào nước bởi vì nó liên quan đến phần vải. Này các bạn thấy nó loang, loang lổ. Giá thì nó cũng hàng này tầm trung trung thôi. Nhưng mà để giới thiệu và để anh em tránh cái trường hợp khi sử dụng dần dần là muốn làm spa túi và tiếp thì phải hiểu đôi chút về những cái dòng túi nó rất là hoài hoa này, nó không phải là nó rất đỏ lắm. Đấy, cái vết này mình chưa biết là nó có xử lý được hay không. Nên giới thiệu luôn là ví dụ như là tẩy phần nem hoặc là tẩy phần mực đơn giản thì mọi người dù đây phần mực biết luôn rằng nào nó nem thì đây nha. Đây là mình ấy thực hành trên cái túi hàng hiệu luôn, thì mấy cái đồ vải dùng rẻ tiền thì những cái video đấy nó bình thường quá. Trước tiên mình muốn làm mình sẽ phải cho cái khăn ở trong này, chẳng may nước nó có ướt quá nó thấm vào phần lót nó sẽ hút, nó không bị lỗi ở phía trong nhiều. Trước tiên là chúng ta sẽ phải tiến hành làm ướt, nhưng mà cái này mà ướt quá chạm vào phần da này là nó cũng sẽ bị gì. Nhưng mà các bạn tẩy hay mắc cái bệnh đó là tẩy khô rất dễ bị cháy màu. Nước vào đây thấm ngay để tránh. Đấy, phần nào mình cần tẩy là mình sẽ phần đáy ở dưới mình sẽ tạm thời mình phải tránh nó ra, để bởi vì nó phai từ cái viền ở phía dưới nên là mình sẽ phải hạn chế phần đó. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ phải nằm nước để cho nó bề mặt nó không bị loang khi đưa hóa chất vào. Đó, tẩy từng phần một để cho cái vải này nó bở ra. Đó, mình sẽ đưa sợi nhẹ nhàng ra. Sau đó nếu như cái phần viền da này nó có loang ra tí thì mình tiến hành xử lý sau, nhưng mà hết sức phải tránh. Đấy, đây là nước giặt clean sink pha loãng. Phần này là cái vải nó rất khó vì rằng là nó sẽ vải này nó không sử dụng tẩy mạnh được, tẩy mạnh nó sẽ làm mất màu. Bắt đầu mình thử xem mình test cái phần tẩy mực này.
mực mực thông thường là về mặt nó khó lắm, các bạn sẽ tiến hành dần dần như này để hút dần cái mực nó ra. Đây cái video trước là mình đã có hướng dẫn rồi đấy. Đợi thời gian để cho cái hóa chất nó ngấm vào cái vải nó lở ra một chút là nó dễ hơn. Dọn cái vải của cái dòng túi này rất là khó, không phải là dễ.
dày. Quá trình tuần tự mình đã làm cái túi này nhưng mà nó vẫn còn một tí chỗ lỗi này không thể xử lý được, bởi vì nó là hàng hiệu nên là chúng ta không thể tiến hành tẩy một cách quá mức, nên là chỉ làm được đến mức độ này. Các bạn có thể tự về sau tự làm sản phẩm hiệu như này. Đây các phần nem đụng ấy các thứ đã gì, nhưng mà cái phần này thì không hiểu sao nó là cái gì mà nó không thể hết được. Là cái túi nó đã đều màu, đã hoàn thành xong. Đấy, các bạn có thể xử lý tuần tự thấm khô hút bằng máy ra thì sẽ xử lý được những cái vết lỗi một cách hoàn hảo. Chúc các bạn thành công nhá. Thôi mình đi ngủ đây muộn rồi.